Xin chào các bạn. Tiếp tục trong video ngày hôm nay thì mình lại có một cái video nữa muốn chia sẻ với các bạn. Thì tiếp tục như cái video ngày hôm trước thì mình có giới thiệu các bạn về camera Yosi nó sẽ nhận những loại thẻ nhớ nào. Thì đây chính là hai cái loại thẻ nhớ mà camera Yosi nó đã chấp nhận ghi hình trên cái hai thẻ nhớ này. Thì có một số bạn thì tiếp tục có hỏi mình rằng là cái hướng dẫn cách cài đặt video cho camera Yosi nó quay như thế nào. Thì hôm nay mình tiếp tục làm một video nữa để hướng dẫn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lắp một cái thẻ micro SDHC này vào cam phía sau, và mình sẽ để tạm cái thẻ SanDisk này dưới đây. Phía sau này thì chúng ta sẽ lắp vào đây. Đến khi ấn tạch một cái là các bạn đã thấy cam khớp nhận thẻ của nó đã hoạt động. Bây giờ thì mình sẽ vào lại từ đầu. Thì đây chính là cái cam mà mình là chính là cái mắt nạc cam này. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt này các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn phần thiết lập ghi hình. Đó, khi mà thẻ nhớ mà cam nó đã nhận thì nó sẽ hiện ra cái phần này. Còn nếu không thì nó sẽ hiện là cái thẻ cam của bạn chưa được lắp thẻ nhớ, hoặc là thẻ nhớ định dạng không được hỗ trợ. Thì đây các bạn nên chọn chế độ ghi hình bằng tay. Tiếp theo ở đây nó cũng là cái cảnh báo ghi hình. Tức là ở đây nó cho chúng ta hỏi rằng là các bạn muốn nhận cái cảnh báo này khoảng 1 phút, 2 phút hay là 3 phút khi mà nó phát hiện ra cái chuyển động nghi ngờ khi chúng ta vắng nhà. Và tiếp tục thứ ba đó chính là hẹn giờ ghi hình. Thì ở đây chính là cái thời gian, ở bên này chính là cái thời gian lưu bao nhiêu phút, có đây tiếng đồng hồ là bao nhiêu phút, tức là từ mấy giờ đến mấy giờ. Tức là các bạn, ví dụ các bạn mà đi làm bắt đầu từ 7 giờ sáng thì các bạn sẽ chỉ chọn từ 7 giờ đến 17 giờ. Sau khi các bạn chọn định dạng này xong thì các bạn nhấn lưu. Ở phía dưới này nó chính là nó hiện cái dung lượng thẻ nhớ SD còn lại là 3786 MB. Dung lượng còn lại là 3786 MB. Ở cái định dạng thẻ nhớ này thì nó cho phép các bạn định dạng để xóa hết những cái video còn lại sót ở trên thẻ nhớ khi các bạn lấy thẻ nhớ nhé. Thì sau khi chúng ta hoàn tất thì chúng ta sẽ ấn lưu. Thì đương nhiên thì cái thời gian các bạn nhìn thấy ở đây thì nó đã mặc định từ 7 giờ đến 17 giờ 59, tức là từ 7 giờ sáng, tức là lúc mà các bạn bắt đầu đi làm việc, và đến khoảng 6 giờ thì các bạn đã quay trở về. Thì sau khi lưu như vậy thì cứ đến cái thời gian mà chúng ta đã thiết lập ban đầu như vậy thì nó cam nó sẽ tự lưu các bạn nha. Rồi cái video của mình hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể cài đặt cái thời gian lưu camera Yosi của chúng ta như ý muốn đến đây là hết. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ tìm hiểu và gửi các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Rồi video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau.